And welcome to Miss Lily's vlog. Ah! Welcome to Pak Chimin. Chị ơi, bạn lên bán quá mắc. Đây, chị nói em lên nè, nói em nghe này, em lên đồng tới cái an ninh nhân vệ của em mấy thứ nó bán mắc lắm. Ừ, đúng rồi. Và mấy người Việt kiều đang mua được cái gói này này. Where is the market? Market over there. Here, near museum. Hmm. Đấy. You cái bought, này không you không also không. Buy one. You bought one. Đây, auto bank này. Ông nội Is it expensive? No, 150 one person. 150. Is that the tour you are? No, it's a different one. Hip and up. City tour. A different one. 150. Thank you.